Theo báo Đầu Tư, hàng trăm giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang ách tắc vì các cơ quan chức năng đang chờ bảng giá đất mới. Cả người dân và doanh nghiệp rất sốt ruột, mong sớm được gỡ vướng. Từ ngày 1 tháng 8, luật đất đai 2024 có hiệu lực, hệ số K không còn được áp dụng để xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá nữa. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp, tiệm cận giá thị trường. Quá trình xây dựng bảng giá đất phải tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục theo luật đất đai 2024 và Nghị định 71/2024/NĐ-CP, đảm bảo mức giá phù hợp với từng khu vực, vị trí và tình hình thực tế tại địa phương. Đến nay, dự thảo bảng giá đất điều chỉnh của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được lấy ý kiến rộng rãi với các tổ chức, cơ quan, người sử dụng đất. Tuy vậy, vẫn chưa thể thống nhất đưa ra bảng giá đất cuối cùng. Chính vì vậy, các thủ tục hành chính, hồ sơ về đất đai của người dân trên địa bàn thành phố vẫn gặp ách tắc. Đơn cử, trường hợp của nhà đầu tư Quang Duy từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh mua một căn nhà tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè với giá hơn 8 tỷ đồng. Ngay khi ký công chứng và khai đúng giá mua bán để tính thuế, hồ sơ của anh Duy được nộp vào bộ phận một cửa tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Nhà Bè. Mọi thủ tục đã xong, hồ sơ chuyển qua cơ quan thuế, nhưng đến nay đã hơn một tháng trôi qua vẫn chưa được giải quyết. Cơ quan thuế liên tục trả lời là phải chờ bảng giá đất mới của thành phố. Tình trạng này khiến mọi hoạt động đầu tư của tôi bị gián đoạn, anh Duy phàn nàn. Không chỉ đối với nhà đầu tư cá nhân mà ngay cả các doanh nghiệp địa ốc cũng bị mắc kẹt. Trao đổi với phóng viên báo Đầu Tư, bà Trần Thị An, phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản An Gia cho hay, hơn một tháng nay, hoạt động kinh doanh của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh gần như bất động. Chúng tôi đang bán hàng tại một số dự án ở khu vực thành phố Thủ Đức, quận Chính Củ. Sản phẩm chủ yếu là đất nền và căn hộ. Việc tìm khách hàng trong thời điểm này đã khó, nhưng việc làm thủ tục để hoàn tất giao dịch còn khó hơn. Tất cả các hồ sơ nộp lên cơ quan thuế đều tắc, không đóng thuế được, cũng không thể thực hiện thủ tục sang tên cho khách hàng, bà An chia sẻ. Trường hợp của công ty An Gia hay nhà đầu tư ở trên là ví dụ điển hình cho tình trạng chung đang xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 8 đến 27 tháng 8, đơn vị đã tiếp nhận tổng cộng 8.808 hồ sơ, trong đó có 346 hồ sơ thu tiền sử dụng đất với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, 277 hồ sơ thu tiền sử dụng đất với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và 2.737 hồ sơ thuộc các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính. Để có cơ sở tính nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các hồ sơ phát sinh từ ngày 1 tháng 8, Cục Thuế kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành quyết định điều chỉnh bảng giá đất và có hướng dẫn, chỉ đạo việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm tính thu tiền thuê đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có buổi làm việc với một số bộ ngành, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, HoReCa và các bên liên quan để lấy ý kiến đóng góp xử lý tình trạng vướng mắc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc áp dụng bảng giá đất theo luật đất đai 2024. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoReCa cho hay, kết thúc buổi làm việc, 8.808 hồ sơ đất đai tồn động phát sinh từ ngày 1 tháng 8 đến nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có hướng giải quyết. Cụ thể, cơ quan thuế sẽ thực hiện đúng theo nguyên tắc áp dụng pháp luật, hồ sơ nhận tại thời điểm nào thì áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó để xem xét giải quyết. Các đại biểu dự họp cũng thống nhất rằng thành phố Hồ Chí Minh cần khẩn trương xây dựng và ban hành bảng giá đất điều chỉnh để áp dụng cho 11 trường hợp quy định tại khoản 1, điều 159 Luật Đất đai 2024, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp các ý kiến của cuộc họp, tiếp thu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về áp dụng bảng giá đất theo luật đất đai 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Châu thông tin. Trao đổi với phóng viên báo Đầu Tư, các thành viên thị trường cho rằng để xử lý những tồn động hiện nay, việc áp dụng bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường như quy định tại luật đất đai 2024 là rất cần thiết. Tuy nhiên, khi điều chỉnh bảng giá đất theo giá thị trường, các hộ gia đình, cá nhân được công nhận và chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, cần xem xét kỹ lưỡng việc xây dựng và áp dụng bảng giá đất mới để cân bằng lợi ích của tất cả các bên. Đặc biệt phải ưu tiên đảm bảo quyền lợi cho người dân. Bên cạnh đó, các phương pháp được áp dụng để xác định giá đất còn chưa đồng bộ và đơn giản. Tại một số khu vực có giá trị cao, phương pháp xây dựng bảng giá đất dường như chỉ là nhân hệ số cố định cho tất cả các tuyến đường. Nói như bà Đỗ Thị Thu Giang, giám đốc dịch vụ tư vấn Savills thành phố Hồ Chí Minh, cách tiếp cận này thực chất không khác gì việc áp dụng bảng giá cũ nhưng với hệ số K nên chưa thực sự phản ánh giá trị thị trường của từng tuyến đường như tinh thần của luật đất đai 2024. Vì vậy, cần có sự tinh chỉnh, cụ thể hơn cho từng khu vực, thay vì chỉ áp dụng các hệ số chung.
bạn đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của bảng giá đất mới đối với thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa trình 4 phương án giao đất để Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận. Đây là các phương án mà trước đó Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân quận huyện, thành phố Thủ Đức và đơn vị tư vấn phân tích. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giữ nguyên, không điều chỉnh bảng giá đất theo quyết định số 02 để áp dụng. Phương án này sẽ có những hạn chế như bảng giá đất theo quyết định số 02 bị khống chế theo nghị định của Chính phủ về khung giá đất tối đa là 162 triệu đồng trên mét vuông cho đô thị đặc biệt, nên phải điều chỉnh giảm so với thông tin thị trường đã thu thập được, dẫn đến giá đất rất thấp. Mặt khác, giá đất theo quyết định số 02 không thể tăng do bị khống chế bởi khung giá đất, nên buộc phải kế thừa giá đất năm 2014 ban hành theo quyết định 51 ngày 31 tháng 12, 2014. Giá đất 10 năm qua chưa được điều chỉnh cho phù hợp với giá đất thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, nếu áp dụng phương án này, thì bảng giá đất điều chỉnh bằng cách lấy giá đất theo quyết định số 02 nhân với hệ số điều chỉnh giá đất theo quyết định 56, thì kết quả vẫn chênh lệch với giá bồi thường thực tế rất lớn, không phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh, trái với quy định tại khoản 1, điều 257 Luật Đất đai 2024. Phương án 3, đối với giá đất, các tuyến đường dự kiến bố trí tái định cư sẽ điều chỉnh theo giá đất thực tế. Đối với giá đất, các tuyến đường theo quyết định số 02 thì nhân với hệ số điều chỉnh giá đất theo quyết định 56. Phương án này có những hạn chế không công bằng giữa các đối tượng sử dụng đất. Cuối cùng là điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương theo quy định tại khoản 1, điều 257 Luật Đất đai. Cơ sở dữ liệu giá đất hiện có được chắt lọc từ các nguồn như giá đất bồi thường, giá đất tái định cư, giá cụ thể đã được Ủy ban Nhân dân các cấp phê duyệt, giá đất chuyển nhượng thực tế từ cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan thuế để cập nhật, điều chỉnh bảng giá đất. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đánh giá phương án này tuân thủ quy định tại khoản 1, điều 257 Luật Đất đai 2024 và phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, dự thảo bảng giá đất tác động rất nhiều đến tổ chức, người dân sử dụng đất trên địa bàn. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện rất thận trọng. Dù đã hết thời gian lấy ý kiến nhân dân vào 26 tháng 7, nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thêm các hội nghị lắng nghe để tiếp thu, nhận phản biện về nội dung này. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hội đồng thẩm định độc lập thẩm định các nội dung trên và trình Sở Tư pháp trước khi gửi tới Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo quy định. Bảng giá đất là căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính khi thực hiện các thủ tục cho 12 đối tượng. Bảng giá đất điều chỉnh sẽ tác động đến các đối tượng khi thực hiện nghĩa vụ tài chính như nộp tiền sử dụng đất, nộp thuế, nộp lệ phí, nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính. Nếu bạn đang tìm kiếm những sản phẩm tiện ích cho nhà bếp, thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu top 5 sản phẩm thông minh giúp bạn trở thành chuyên gia trong nhà bếp. Hãy cùng khám phá để nâng tầm trải nghiệm bếp núc của mình nhé. Máy xay thịt mini đa năng CK SK2288 sở hữu 4 lưỡi dao sắc bén cùng công suất 500W mạnh mẽ, giúp bạn xay nhuyễn thịt chỉ trong tích tắc. Máy xay sinh tố đa năng Godwell với công suất 850W. Máy xay này đáp ứng mọi nhu cầu xay nhuyễn thực phẩm. Máy xay hạt khô xay bột gia vị đa năng công suất 300W, trang bị 6 lưỡi dao sắc bén. Sản phẩm này sẽ giúp bạn xoay các loại hạt khô gia vị một cách nhanh chóng. Máy pha cà phê espresso tự động Bear KFG E12R5 với áp suất 20 PAR, dung tích 1,2 lít và công suất 950W. Sản phẩm trên là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích hương vị cà phê espresso. Nồi cơm điện Sharp thiết kế hiện đại với đáy 5 lớp giúp cơm nấu chín đều thơm ngon. Đặc biệt, để tri ân các khách hàng thân yêu của Cà Phê Lên TV, chúng tôi dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên trên kênh mua sắm Shopee. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.